Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm và trở lại với loạt bài làm về app nhạc. Ở clip trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn thêm vào cho nó một số thư viện cho việc tương tác với phía server, và chúng ta cũng có một số thư viện cho việc là chúng ta có thể custom view ở bên trong project. Ngoài ra thì mình cũng cho các bạn một số hình ảnh icon để cho các bạn có thể thực hiện cái thao tác chuẩn bị. Thì trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện như sau. Ở bên phần màn hình của main, ở đây mình sẽ thiết kế cho nó, mình sẽ có hai cái tab để cho người dùng có thể click vào chọn phần trang chủ để hiển thị những cái bài hát, và phần thứ hai là tab của phần tìm kiếm để cho người dùng có thể tìm kiếm những cái bài hát họ ưa thích. Thì trong phần này á, mình sẽ cho nó tích hợp sử dụng tab, và một là người dùng có thể click vô tab, và hai là người dùng có thể vuốt qua vuốt lại để cho chuyển tab cũng được. Rồi thì bây giờ ở phần XML của Activity Main, các bạn vô lại cho mình, các bạn chọn lại bên phần của resource, chọn layout rồi activity của XML. Ở đây mình sẽ sửa lại cho nó virus một tí, mình sử dụng cho nó là line layout. Mình sẽ cho nó cái hướng là vertical. Ở đây mình sẽ cho người dùng có thể vuốt được thì mình sẽ sử dụng đến một cái thằng nó được gọi là viewbagger. Ở đây mình sử dụng đến thư viện là của support.v4, các bạn cho nó vào. Bề ngang thì mình sẽ cho nó full bề ngang của màn hình, để cho nó là max brightness. Bề cao thì mình sẽ cho nó là 0 dB. Mình sẽ xin cho nó thuộc tính là wide là bằng 1, tượng trưng cho việc là nó sẽ lấy một phần và chiều cao của màn hình. Ở đây mình sẽ đặt cho nó một cái ID là MyViewBagger. Ok, vậy là thằng đầu tiên mình đã thiết kế xong cho việc là vuốt nếu như người dùng không muốn click ở bên dưới. Cái thứ hai, ở đây mình sẽ cho nó một cái tab, mình gọi là thuộc tính là tab layout. Bề ngang thì mình cũng cho nó là max brightness, chiều cao thì mình sẽ cho nó là rectangle thôi. Ở đây mình cũng đặt cho nó ID trước, my tab layout. Rồi, và trong tab layout này mình có một số thuộc tính có thể tương tác được, ví dụ như các bạn gọi ra tab của indicator, tức nghĩa là ở đây khi mình muốn xét lại màu sắc cho phần indicator ở bên trong tab á, thì mình sẽ có thể sử dụng cái thuộc tính này. Ở đây mình sẽ cho nó một cái màu, các bạn cho nó một mã màu đó bất kỳ, các bạn chọn bên tay trái nè, nó có một khung màu, các bạn click vào. Ở đây mình sẽ cho nó một cái mã màu, ví dụ như F845E, rồi cho nó màu tím. Tiếp theo thì ngoài ra nó còn một số cái, ví dụ như tab mode nè. Thì tab mode thằng này là sao? Ví dụ như ở bên trong á, mình có 3-4 cái tab á, mà mình muốn cho nó hiển thị ở bên trong cái phần map brand của cái view này thôi, thì nó sẽ tự động là fit lại cái kích thước của cái tab làm sao nó vừa hiển thị được ở bên trong cái view này. Ok, mình cho nó là fixes. Còn phần on scroll á, là khi mà nhiều quá thì nó cho các bạn có thể scroll ha, nó có thể scroll ra bên ngoài luôn. Rồi, tiếp theo mình có phần tab select text color, là khi các bạn click vô tab của thằng nào á, thì cái màu sắc của cái text ở bên trong tab đó nó sẽ đổi màu lại. Ở đây mình cũng cho nó cái màu tím ở bên trên xuống. Ở đây mình sẽ xét lại tab cho text color, thì màu của text color ở bên trong tab á, nó sẽ có một cái màu mặc định. Ở đây mình sẽ cho nó là màu đen đi. Rồi, ngoài ra thì mình cũng có thể xét chiều cao cho phần indicator luôn, cho nó là 2 dB. Cuối cùng thì mình sẽ cho cái màu background, thì sẽ có trường hợp là cái tab layout của bạn á, cái màu nó sẽ bị đục giống như là một cái button vậy, thì ở đây mình sẽ cho lại cái màu của cái phần background, mình cho nó là color transparent, tức nghĩa là cái màu trong suốt, nó không có cái màu gì hết ảnh hưởng tới phần tab của bạn. Rồi, ok, như vậy là mình đã thiết kế xong cái phần bên màn hình của em. Bây giờ mình sẽ đi thực hiện, mình sẽ custom lại để cho người dùng có thể vuốt được cái phần của viewbagger. Thì phần viewbagger này, mình khi mình vuốt á, thì mình sẽ để vào cho nó ở trong đây là một cái fragment. Ha, fragment nó giống như một cái support activity vậy, một cái màn hình nhỏ mình có thể truyền vào để cho nó có thể chạy được nhiều cái view. Thì trong phần viewbagger này, mình sẽ cho nó truyền vào hai màn hình dưới dạng là fragment. Thứ nhất là fragment của trang chủ, và cái thứ hai là fragment của phần của tìm kiếm. Thì trước khi chúng ta đi tạo, ở đây mình sẽ phân
cái phần project của mình một số cái package cho mỗi chức năng khác nhau. Các bạn sẽ chọn vào bên package của mình. Ở đây mình sẽ tạo ra cho nó new package. Thì phần package đầu tiên á, mình muốn có một package quản lý về activity. Mình tạo cho nó là activity. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo ra cho nó một package. Package này nó sẽ quản lý về những cái sự mà custom về của adapter. Mình gọi ra cho nó là adapter. Rồi tiếp theo package. Package này nó sẽ chứa cho mình là những cái object hay là những cái model dùng để tương tác về dữ liệu. Rồi cái thứ tư, mình sẽ cho nó là một cái tab, mình sẽ tương tác dữ liệu từ phía server về, mình đặt cho nó là service. Và cái cuối cùng là những cái tab để cho những cái màn hình support activity, nó được gọi là fragment, thì mình tạo ra cho nó một cái tab gọi là fragment. Bây giờ mình sẽ cầm main activity, mình sẽ đưa vào bên trong package của activity. Các bạn chọn lại cho mình là refactor để cho nó phân loại lại. Bây giờ mình sẽ tạo ở bên trong package của fragment, tạo ra cho nó hai cái view để cho nó hiển thị về phần của trang chủ và phần của tìm kiếm. Các bạn tạo cho mình new Java class. Ở đây mình sẽ đặt tên cho nó là fragment. Hàng đầu tiên sẽ là trang chủ. Tiếp theo các bạn cũng cho mình thêm cái class cho fragment. Hàng này thì mình sẽ để cho nó là tìm kiếm. Ok. Thì hai fragment này tượng trưng cho hai activity ha, hai cái activity con. Thì ở đây mình mới tạo class thôi, mình phải tạo giao diện cho cái phần của fragment. Các bạn vào thư mục của layout. Ở đây mình sẽ new ra cho nó một cái file layout resource. Mình sẽ đặt tên cho file này ví dụ như là fragment. Đặt tên cho nó là trang chủ. Và còn hàng còn lại thì mình cũng đặt cho nó cái tên là fragment của tìm kiếm. Phần view ở đây mình chưa thiết kế gì hết nên mình sẽ cho đại nó một cái màu sắc gì đó để cho khi mà mình vuốt á mình phân biệt được hàng nào là tìm kiếm, hàng nào là trang chủ thôi. Trang chủ thì mình sẽ cho nó một cái màu, ví dụ như là màu đỏ đi. Còn tìm kiếm thì mình sẽ cho nó một cái màu xanh cho background. Sau đó các bạn chọn lại mã màu cho mình, ví dụ như màu xanh. Rồi bây giờ mình đã có hai cái view cho hai fragment rồi, mình sẽ gắn vào bên trong các fragment mình vừa mới tạo. Đầu tiên là fragment trang chủ, các bạn gọi lại cho mình là kế thừa từ fragment. Thì ở đây nó sẽ có hai thư viện là fragment android.app và fragment của support.v4. Mình chọn đến thằng support.v4 bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn muốn custom lại cho viewmaker thì bắt buộc các bạn sẽ truyền vào cho nó các fragment của dạng thư viện là support.v4. Nên khi ở đây các bạn sử dụng thì các bạn để ý mình sẽ sử dụng thư viện của support.v4 để lát nữa mình có thể tương tác với cái thằng viewmaker được. Ở đây các bạn sẽ gọi lại cho mình phương thức onReview. Thì phương thức onReview trong fragment dùng để gắn cái view mình sẽ cho cái thằng fragment này. Mình sẽ tạo ra cho nó cái view. Rồi, thì view này có chức năng là gì? View này có chức năng là dùng để mình gắn layout vào cho cái phần fragment. Và lát nữa mình sẽ lấy cái view này, mình có thể tương tác được những cái view ở bên trong cái layout của fragment luôn. Rồi, mình gắn layout vào trước. Import class. Mình gọi đến layout chấm. Ở đây mình truyền đến cho nó là fragment của trang chủ. Tiếp theo là truyền cho nó là container của view group. Và phần còn lại mình để cho nó là false, thì mình không có phần của attack root. Cuối cùng thì các bạn nhớ, khi các bạn đã thực hiện viết lại gán layout vào thì các bạn nên trả về cái layout sau khi các bạn gán, đó chính là cái biến view. Rồi các bạn cũng làm tương tự đối với fragment bộ phần tìm kiếm. Ở đây mình cũng gọi là onReview, mình cũng tạo ra cho nó một cái biến view. Và ở đây mình sẽ gán vào cho nó layout trước. Cái phần mà nó tự import nè, các bạn cứ bị xóa đi. Rồi các bạn nhấn vào chữ R màu đỏ, các bạn nhấn Alt Enter. Đó, thì nó tự động import ha, nó nhảy lên tên mình cho đẹp. Ở đây mình truyền đến cho nó là fragment của tìm kiếm. Rồi, container và false. Ở đây mình sẽ cho nó return về cái view mình vừa gắn layout vào. Như vậy là mình đã thiết kế xong cho nó hai cái fragment.
để cho nó hiển thị giao diện của phần trang chủ và phần của tìm kiếm. Bây giờ mình sẽ trở về, mình sẽ tạo ra cho nó cái phần custom về viewmaker để cho nó có thể đổ cái view của fragment và trang chủ này vào cái viewmaker bên màn hình main của mình. Mình chọn lại phần của adapter, mình chọn cho nó là new Java class, mình đặt tên cho nó là main viewmaker adapter. Rồi, ở đây mình sẽ kế thừa lại từ một cái fragment Bigger adapter ha. Thì các bạn có thể sử dụng view Bigger cũng được, còn không ở đây nó có hỗ trợ một cái view Bigger dưới dạng là fragment, nó gọi là fragment Bigger adapter, mình gọi này ra. Thì khi mình kế thừa là nó, mình sẽ viết lại một số thuộc tính nó yêu cầu, các bạn nhấn Alt Enter lên. Mình kế thừa lại hai phương thức là get item và get count trước, ở đây thì nó bắt buộc. Và còn bó đỏ thì các bạn cũng trở lại ngay vị trí bó đỏ, các bạn nhấn Alt Enter, các bạn add vào cho nó một cái constructor. Rồi, thì khi mà mình thực hiện mình add các fragment vào trong viewmaker, ở đây mình muốn là mình định nghĩa lại cho những cái fragment này hay không, và mình muốn gắn tiêu đề lại cho các fragment này hay không. Ở đây mình sẽ tạo ra cho nó hai cái mảng. Mảng thứ nhất là dùng để add vào các fragment. Ở đây các bạn nhớ chọn đến thư viện là support.v4. Mình đặt tên cho nó là array fragment. Mình cấp phát cho nó vùng bộ nhớ để lát nữa mình có thể sử dụng được. Nó coi dạng cái mảng này ha. Chứ không các bạn không cấp phát thì nó sẽ báo lỗi. Cái thứ hai là mình sẽ cho khi mà mỗi cái viewmaker, khi các bạn vuốt ở bên dưới tab á, mình sẽ cho nó hiển thị cái title của những cái viewmaker này, của những cái fragment này. Mình cho nó là chuỗi, cho nó hiển thị được cái tên của cái tab. Ở đây mình sẽ đặt tên cho nó là array title. Ok. Rồi tiếp theo đến phần của get item. Thì ở đây nó hỏi đó là khi mà nó trả về cho viewmaker á, thì mình muốn là nó trả về bao nhiêu cái fragment để cho nó hiển thị. Ở đây mình sẽ trả về cho nó là phần mảng của fragment.getPosition. À, click tới thằng nào thì trả về vị trí fragment của thằng đó. Và nó hỏi là các bạn có bao nhiêu cái fragment các bạn muốn hiển thị, thì mình sẽ trả về kích thước của cái mảng fragment.size. Ok. Ở đây mình sẽ viết thêm cho nó phương thức để cho nó có thể add vào cái phần fragment. Add fragment. Ở đây mình truyền vào cho nó là fragment của thư viện support.v4. Và khi add vào fragment á, mình muốn cho nó hiển thị tiêu đề của mỗi cái fragment luôn, nên mình cho nó là string cho title. Ok, ở đây mình gọi lên array fragment.add, truyền vào fragment. Và cái thứ hai là array của title chấm s, mình truyền vào cho nó là title. Rồi thì bên dưới đó, nó sẽ có một cái phần là khi mà mình add vô viewmaker rồi, mình sẽ có thể add vào bên trong tab. Thì trong tab này nó có thể hiển thị được cho các bạn là cái tên của mỗi cái fragment trong viewmaker. Ở đây mình sẽ gọi ra cho nó là get page title, tên của mỗi cái page nó hiển thị trên phần tab cho mình. Ở đây mình sẽ return về mỗi cái tên ở bên trong cái phần tab, mình gọi lên array của title.getPosition. Rồi, thì như vậy là chúng ta đã thiết kế xong phần custom cho viewmaker. Thì sau khi chúng ta đưa dữ liệu vào cho fragment và title trong viewmaker này, lát nữa chúng ta sẽ xét cái viewmaker này lên cho cái tab layout của chúng ta để cho mình có thể hiển thị được. Bây giờ mình sẽ trở lại bên main. Đầu tiên thì các bạn cũng ánh xạ vào cho mình trước hai cái view là tab layout. Cái thứ hai là viewmaker. Ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một function cho việc là ánh xạ lại những cái biến ở bên trên. Tab layout, mình gán vào cho nó ID và viewmaker cũng làm tương tự. Ở bên trong array mình sẽ tạo thêm cho nó một phương thức gọi là init, dùng để khởi tạo. Thì ở đây mình sẽ thực hiện là mình sẽ đưa các fragment vào trong viewmaker và mình sẽ xét lên cho phần của tab layout. Mình sẽ gọi lại cho nó cái phần bản vẽ hồi nãy mình đã custom cho viewmaker rồi là main viewmaker adapter. Mình khởi tạo cho nó
ở đây nó kêu mình sẽ truyền về cho nó cái phần khi mà mình muốn muốn sử dụng thằng này á, thì mình phải trả về cho nó là cái thằng quản lý các fragment của activity. Thì ở đây các bạn để ý ha, khi các bạn sử dụng thư viện của support V4 thì các bạn sẽ gọi đến cho mình cái thằng nào có chữ support. Ở đây mình gọi đến cho nó là cái support fragment manager. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thực hiện, mình add vào add fragment, mình gọi new đầu tiên là fragment của trang chủ. Ở đây mình sẽ cho nó là trang chủ. Rồi cái thứ hai mình sẽ add cho nó là tìm kiếm. Phải tìm kiếm. Rồi thì cuối cùng mình sẽ xét lên cho viewbagger.setAdapter, chuyển vào là main viewbagger.adapter. Thì sau khi mình xét lên cho viewbagger rồi, mình lấy viewbagger mình sẽ xét lên cho phần tab layout. Mình gọi đến tab layout.setUpWithViewbagger, truyền vào cho nó là viewbagger. Rồi thì trong tab layout này các bạn muốn để cho nó ví dụ như là muốn xét lại icon gì đó vân vân, thì mình sẽ có thể gọi là tab layout chấm get tab ha, thì nó sẽ trở đến cái vị trí mà mình muốn muốn xét lại, vị trí thứ không tượng trưng cho vị trí đầu tiên. Ở đây mình sẽ xét lại cho nó là icon, thì đằng đầu tiên đó chính là tab của trang chủ, thì mình sẽ xét lại cho nó là phần global của trang chủ, icon trang chủ. Và cái thứ hai là mình sẽ xét lại hình ảnh icon cho cái phần tìm kiếm, xét icon cho phần tìm kiếm này icon của nó. Sẽ lại cho nó là icon sách. Ok ha, một là các bạn có thể click nè, hai là các bạn có thể vuốt qua nè. Đó, thì như vậy là trong video clip này mình đã hướng dẫn cho các bạn thực hiện là tạo ra cho nó hai cái tab cho việc hiển thị view cho phần trang chủ và phần tìm kiếm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.